Xin chào tất cả quý vị và các bạn, cùng trở lại với Bốn Bánh Auto. Hôm nay tôi sẽ tiếp tục làm video và giới thiệu tới quý vị và các bạn một mẫu xe bán tải mới về tại salon. Đó là một chiếc xe Ford Ranger đời 2012 và đăng ký lần đầu là 2013, một chiếc xe màu bã trầu. Thì hiện tại đây là một chiếc xe máy dầu hai cầu và lên form mới đó là cầu điện, bản đủ XLT. Thì đối với dòng Ford Ranger này thì cũng có khá nhiều phiên bản khác nhau về XLT, bản LT cũng như là bản XLS. Thì đây hoàn toàn là một chiếc xe bản XLT, là bản đủ số sàn hai cầu về đầy đủ lót sàn thùng cũng như là lắp thùng đầy đủ đấy. Đó. Và option khá là đẹp về tích hợp vô lăng, bóng khí cũng như là ABS đầy đủ. Đó. Một chiếc xe form dáng rất là đẹp. Thì trong khoảng thời gian vừa rồi tôi cũng có bán một chiếc cùng đời chiếc xe này, nó một chiếc xe màu xanh, thì tôi đã bán về cho mấy anh em ở Điện Biên. Đó, thì ngày hôm nay thì cũng có khá nhiều bác gọi điện hỏi và tìm tiếp dòng xe này, thì mới về một chiếc 22 và đăng ký 2013 màu bã trầu đây. Đó. Thì chiếc xe này được chủ cũ độ khá là nhiều đồ chơi, về chúng ta nhìn về thân vỏ chúng ta thấy là cũng được dán độ nhìn khá là chất xe. La răng đúc này, la răng được sơn đen. Đó. Đây, cũng như là toàn bộ cua lốp này và sắt xi. Đó, một chiếc xe 22 và đăng ký lần đầu 23. Đó, đời khá là cao và form dáng đã rất đẹp rồi. Tôi sẽ quay luôn cả phần gầm. Đây là toàn bộ gầm này. Đó. Một chiếc xe hai cầu và là cầu điện. Chúng ta có thể đi một chế độ một cầu hoặc là chế độ hai cầu, tùy cung đường cũng như là tùy chế độ đi. Đó. Thì chiếc xe này sơn xi và nội thất thì hiện tại xe mới về và chưa hề dọn rửa gì cả. Trong ngày hôm nay sẽ được đánh bóng lại sơn cũng như là dọn máy, để quý vị các bạn khi mà lựa chọn mua chiếc xe này thì về chúng ta lăn bánh luôn. Một chiếc xe khá là đẹp. Đó. Đấy. Toàn bộ thụt này. Đó, tất cả những con ốc ở thụt này vẫn còn vẩy màu nguyên. Đó, cua lốp đây. Đó, đây. Toàn bộ la răng này cũng như là hệ thống pha đèn. Một chiếc xe form mới về tổng thành mặt ca lăng, hệ thống lưới tản nhiệt cũng như là đèn gầm. Đây. Một chiếc xe này hiện tại thì có giá khoảng 415 triệu là bao gồm cả phí rút hồ sơ. Một chiếc xe bán tải đời cao và hai cầu, thì quý vị các bạn có thể tham khảo giá cũng như là lựa chọn một chiếc xe này về với nhu cầu mong muốn là chạy công việc hay là chạy gia đình. Vẫn có một số bác thích chạy dòng xe gầm cao và máy dầu hay bán tải này thì vẫn mua về để chạy gia đình hay là chạy công việc, nó sẽ tốt hơn và các cung đường khó đi. Đó. Đây là toàn bộ tổng thành nội thất này. Nội thất là nội thất màu vàng và da là da xịn. Đó. Thì đối với dòng bán tải hay là dòng 7 chỗ thì khi mà nhu cầu mua về chính là sẽ nghiêng về công việc nhiều hơn là so với những chiếc xe gia đình mà 4-5 chỗ. Đó, thì thường là những chiếc xe bán tải hay là 7 chỗ thì nội thất nó sẽ không được đẹp như xe con. Nhưng tuy nhiên thì chúng ta thấy chiếc xe này đây chưa hề dọn rửa gì, nhưng ghế da rất là căng và mượt, không hề bị xù hay rách gì cả. Đó. Toàn bộ tabli này, tabli là nỉ nguyên bản, cả 4 tabli đây nỉ nguyên và toàn bộ về độ sần này. Đó. Và đồng thành keo chỉ này, bảo hành cho quý vị và các bạn về đâm đụng cũng như là ngập nước. Đó. Toàn bộ gói ốc này, khóa cánh cửa này nguyên bản, chưa hề động chạm gì cả luôn. Đó. Và đây là toàn bộ mặt táp lô cũng như là hệ thống bô lăng. Đó. Một chiếc xe gương điện, kính điện đầy đủ, gương cụp điện đây, gương cụp điện này. Đó, chỉnh gương này cũng như là bốn kính lên xuống kính này. Đó, đây. Và toàn bộ tổng thành mặt táp lô thì hiện tại chiếc xe này vẫn ở đầu CD nguyên bản. Đó. Hệ thống bóng khí này cũng như là mặt táp lô đây. Khi lên form mới thì chúng ta nhìn thấy mặt táp lô nó hoàn toàn khác và nhìn nó thể thao cũng như là đẹp hơn rất nhiều. Hệ thống cửa số này, số là số móc đây, móc số lùi. Toàn bộ nội thất này cũng như là hệ thống phanh tay về phần da này. Đây, hệ thống chuyển cầu nó là cầu điện, thì chúng ta có thể đi một cầu cũng có thể đi hai cầu.
và mặt vô lăng này. Đó, tích hợp điều chỉnh âm thanh, hệ thống bóng khí. Đây, có thể là kết nối Bluetooth và giọng nói, có thể nghe điện thoại trực tiếp qua tai nghe Bluetooth này. Đó, hoặc là mặt hệ thống đồng hồ đây. Nhìn kiểu dáng khá là thể thao và chiếc xe rất là đẹp. Thì đối với dòng bán tải này, khi mà các bác có nhu cầu mà đã chạy dòng xe này và chạy quen dòng xe này thì chúng ta ngồi xuống những chiếc xe con 4-5 chỗ thì dường như là không thích đi. Đó. Đây, ngồi rất là cao như thế này. Đó. Và chúng ta sẽ cùng đi về phần máy của chiếc xe này. Đây là toàn bộ khoang máy của chiếc Ranger đời 2012 và đăng ký lần đầu 2013. Đó. Đây, toàn bộ hệ thống ABS này. Đó, toàn bộ phần giằng này cũng như là khoang máy. Thì đối với chiếc xe này là xe máy dầu và máy 2.2, thì về độ tiêu hao nhiên liệu của nó trung bình nó sẽ rơi vào khoảng 8 lít dầu. Đó, còn tùy vào cung đường đi cũng như là tùy chân người đi nữa. Toàn bộ phần giằng này. Đó, hệ thống tai đèn đây. Đó, phần nỉ lắp capo này còn nguyên. Và hệ thống keo chỉ này. Bảo hành cho quý vị và các bạn về đâm đụng, ngập nước. Đó. Đây, toàn bộ khoang máy chưa hề dọn rửa gì. Đây là video tôi đã quay và giới thiệu tới quý vị và các bạn một chiếc Ford Ranger XLT đời 2012 đăng ký lần đầu 2013 và có giá là 415 triệu. Nếu ai có nhu cầu về dòng xe này hoặc là muốn tư vấn điều gì về các dòng xe khác thì hãy liên hệ trực tiếp tới số điện thoại tôi để phía dưới màn hình. Sau đây tôi xin phép được kết thúc video và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.